với kênh hình đề đề trong video chia sẻ hôm nay chúng ta cùng nhau đến với nền tảng OKS các bạn thấy cùng với mình tham gia vào dự án Hunter Combat ở à, dự án Hunter Combat ngày hôm nay thì uh, uh, chúng ta sẽ cùng nhau đến với nền tảng OKS các bạn sẽ có một chương trình uh, uh, chào đón sự kiện em ít uh, token Hunter Combat với tên mã là HMSTR bốn tay thưởng cực kỳ lớn lên tới là 8 triệu 10 triệu token HMSTR và đối với giải thưởng lần này thì các bạn sẽ có những cái bước như sau Bước một là tham gia sự kiện ở bước thứ hai là prompt tối thiểu 100 đô và bước thứ ba là tối thiểu tối thiểu 100 đô các cặp giao dịch HSMTS diễn ra từ 26 tháng 9 anh em nhé. Ồ, ở đây thì nó còn ghi sai, Ui, ghi thời thời gian tương lai luôn này ghê chưa. Và ở đây thì anh em có thể thấy một cái điều gì ạ? Các bạn sẽ ấn nút tham gia ngay để tham gia sự kiện nhé. Ở đây thì chúng ta có thể đọc thêm một chút về cái điều khoản điều kiện phía dưới đây. Thì anh em yêu cầu là phải nhấp vào tham gia ngay trên trang chủ sự kiện và chưa thực hiện giao dịch lần đầu nào. Hoàn thành các yêu cầu trong thời gian ưu đãi và hoàn thành cây KYC. Đấy. Phần thưởng phân chia đều cho cái dùng điều kiện và người dùng đủ điều kiện cần cái khoản nạp tiền là 100 đô bằng HMSTR. Hữu lượng giao dịch uh, tích lũy lớn hơn 100 đô bằng HMSTR thì có thể nhận phần thưởng chia đều từ 65 triệu HMSTR. Đấy, đây là cái khuyến mại thì dành riêng cho người dùng mới bắt đầu từ 19 nhé anh em nhé Đấy, 19 tháng 10, uh, uh, từ 19 giờ ngày 11 tháng 9 nhé Đấy, thì anh em lưu ý là chúng ta cũng không cần phải bội vàng làm gì và đặc biệt là các bạn có thể đăng ký trước tài khoản để nút tham gia ngay nhưng các bạn đừng giao dịch lần đầu ở đây nó ghi là chưa thực hiện giao dịch lần đầu FTT Đấy, anh em lưu ý nhé bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn cả anh em theo dõi video và xin chào các bạn xem tiếp theo